Chào các bạn, mình tên là Thanh Trâm, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là mình vừa nhận được visa để đi du học Mỹ. Thì mình có một số kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn khi mà đi vô lãnh sự quán để phỏng vấn xin visa đi du học. Thì trước hết vô thì mình khi mà mình đứng trên cái dãy hàng mà xếp hàng chờ đợi mà để vô từng cái ô mà để phỏng vấn thì mình hãy quan sát là từ ô số 2 cho tới ô số 7 nếu mà người ta có làm việc hết á thì mình xem là cái ô nào thì khi mà người ta đi ra người ta sẽ nhận được giấy giấy hồng hoặc giấy hồng với giấy xanh á, đại khái vậy. Còn ô nào thì nhận được giấy trắng thì mình rút kinh, giống như mình đứng đó mình quan sát, mình rút kinh nghiệm là ví dụ mà mình thấy ô đó mà người ta ra mà giấy trắng nhiều quá thì khi mà tới mình á thì mình nên xin đi vệ sinh đi. Xin đi vệ sinh rồi chút nữa mình quay vô cái ô nào mà người ta nhận dễ dàng á, tại vì thường nghe nói thì trong đó ít nhất có một ô là dễ, thì dễ dàng hơn thì cái gì cũng vậy, nó dễ hơn xíu thì mình, cho dù mình có ví dụ tài chính hay học tập mình kém hay sao thì nó vẫn được hơn. Thì nhưng mà quan trọng là mình phải tin tâm lý của mình mà bước vô đó thì mình phải bình tĩnh, mình vững vàng, mình đừng có run. Và mới vô thì mình chào hỏi, mình cười với người ta trước thì hình như là các lãnh sự quán thì thường là nếu mà nắm bắt được thì là nắm bắt ngay từ phút đầu. Nắm bắt ngay phút đầu là người ta sẽ thấy cái thiện cảm, thấy cái sự tự tin, bản lĩnh của mình thì người ta sẽ không có hỏi nhiều quá. Thì với mình đi thì người ta chỉ hỏi là cái ngành học của mình là gì, cái mình trả lời lộn, cái người ta mới hỏi lại là cái ngành học là gì, thì mình mới trả lời đúng lại. Thì xong người ta chỉ hỏi là người thân, có người thân không, người thân làm cái gì, sống ở đâu, rồi người ta kêu đưa học bạ bản điểm, rồi hỏi ba mẹ làm gì, rồi thôi, rồi người ta chỉ coi cái hồ sơ của người bảo trợ cho mình. Những cái câu hỏi đó thì nó không có khó, nhưng mà tốt nhất thì nếu mà có làm hồ sơ mà đi du học thì tốt nhất các bạn phải nên lên trên chỗ anh Khôi để học phỏng vấn thì nó sẽ tốt hơn, thì mình sẽ nắm rõ về cái trường của mình, rồi mình hiểu sâu hơn về cái trường, rồi giống như cái hồ sơ của mình DS-160 rồi giống như nhiều cái hồ sơ khác. Với lại là quan trọng là mình phải hiểu rõ và cái cách mình nói chuyện đừng có giống như trả bài quá. Rồi mình thấy có nhiêu đó. Khi mà làm hồ sơ Tân Đại Dương á thì được mấy chị từ chi nhánh cho tới chỗ trụ sở chính thì nhiệt tình, vui vẻ. Khi mà biết mình nhận được thông tin là học sinh làm hồ sơ của mình đậu thì mấy chị vui giùm mình luôn. Mình cũng cảm thấy rất là vui mừng lắm khi mà mình nhận được cái visa đi du học Mỹ như vậy. Ở du học Tân Đại Dương thì dạy mình cái cách thể hiện nói đúng hay nói sai khi nói chuyện với lãnh sự quán, và dạy cho mình là cách tìm thông tin và tự bản thân mình làm bài tập ở nhà, chứ không phải là lên đây đưa bài cho mình, đưa bài mà để làm khuôn mẫu sẵn thì đưa cho mình, thì khi mà mình học thì mình sẽ không có tự tin, tại vì thông tin nó không phải mình kiếm. Thì khi mà lãnh sự quán họ có hỏi lại thì mình cũng ấp ớ, mình sợ. Nhưng mà ở đây thì là mình phải tự làm bài, mình phải tự tìm hiểu thì mình mới nhớ được, mình mới tiếp thu được. Khi ra đó thì người ta có hỏi là mình phải chắc chắn, như là mình chắc chắn với bản thân mình là mình tự kiếm được thông tin đó. Trừ khi nào những bạn nào mà giống như khó quá mà không có thể tự làm bài được thì ở đây sẽ đưa những cái bài hay nhất, giỏi nhất đưa cho các bạn học thôi, vậy thôi. Chứ ngoài ra là ở đây là tốt. Mình chọn Mỹ là tại vì mình có người thân, và mình chọn Mỹ vì nó tốt về mọi mặt hết á, về kinh tế, về chất lượng giáo dục. Mình có nó trong 10 trường trên thế giới là về của đại học là đã có 6 trường là của Mỹ rồi. Và cái trường mà mình chọn là Harvard Community College. Nó tại bang Columbia, Maryland. Cái trường của mình thì nó có một năm thì nó thu hút khoảng 30.000 sinh viên, mà trong đó là có 1.500 sinh viên là sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Nó là thuộc top 50 phát triển nhanh nhất của thuộc về cao đẳng, và nó có chức dịch vụ sinh viên tốt.
Nó có bể bơi, nó có trung tâm sức khỏe, thì mình đọc qua thì mình biết sơ sơ được vậy, và học trường đó thì có thể chuyển tiếp lên trường đại học của Maryland, là cái trường lớn nhất bang và thuộc top 50 của thế giới và top 100 của nước Mỹ. À, với lại một cái mà ai cũng sợ ở làng sư quán á, là khi mà có người thân thì người ta sẽ hỏi mình, mà mình giống như người ta sẽ sợ mình định cư đó, thì các bạn đừng có sợ, tại vì có người thân nhưng mà tài chính tốt hay là không tốt gì cũng không sao đó, miễn là mình, cái mục đích của mình là đi du học thật sự á, thì người ta sẽ cấp cái visa cho mình, cho nên đừng có hoang mang mà sợ hãi, được hết á. Chỉ cần là bản thân mình tin vô mình, là mình có niềm tin là bữa đó mình chỉ bước vô đó mình lấy cái visa mình đi về, chứ không phải mình xin visa, tại mình có đủ tài chính, mình có học tập tốt. Ừ, thì theo mình nghĩ là tốt nhất là tin vô bản thân mình là mình sẽ làm được, thì chắc chắn sẽ làm được, tại vì hồi sáng mình đi vô mình cũng nghĩ là mình làm được, cho nên là mình lấy được cái visa mình đi ra về vậy thôi. Mình chúc các bạn khi mà làm hồ sơ thì có nhiều loại, có nhiều dạng hồ sơ khác nhau, nhưng mà mình mong là các bạn ai khi mà bước vô lãnh sự quán, khi mà đi xin đi du học ở Mỹ hay ở đâu đi chăng nữa, thì sẽ lấy được cái visa một cách dễ dàng và tự tin với bản thân mình là mình sẽ làm được, thì các bạn sẽ làm được, mình tin điều đó. Chúc các bạn thành công.